Ở Trung Quốc có một kiểu ăn đồ nướng là một tay cầm đồ nướng, một tay cầm bia. Căn tay. Phở Lào vừa Lào Cai vừa Hà Nội nhưng nó lại là phở Nam Định thì nó tức là như thế nào? Vì sao hôm nay em lại lọt được vào khung hình này? Em sang tìm vợ. Lại là món này tên là gì? Chào Giang hả? Chào buổi sáng các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã có mặt tại ngày thứ 2 ở Hà Khẩu rồi. Thật ra thì ngày thứ 2 nhưng mà chúng ta lại ở tập thứ 3. Nếu bạn nào chưa xem hai tập trước, Ninh với cả bạn Chi Hến đã đi ăn cái gì thì các bạn có thể kéo lại các clip trước chúng mình đã đi. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ còn một ngày nữa ở Hà Khẩu. Tuy nhiên thì sẽ chỉ quay một tập thôi. Và hiện tại thì mình đang ở cái khu phố ẩm thực ngay cái rìa mà các bạn đi qua cái chỗ cửa khẩu luôn. Nhưng mà ở đây thì hầu như nó là những món kiểu xiên này, rồi nướng này, hồi lô, xúc xích các thứ. Đến đây rồi, tại sao chúng ta không thử? Đây, ngày hôm nay thì Chi Hến mặc một chiếc áo màu hồng nha mọi người. Tại sao hôm nay em lại chọn một chiếc áo màu hồng? Để vì là trời quá âm u nên phải chọn một sắc màu cho riêng mình. Thật ra là chúng mình không mang hành lý sang đây, mỗi người chỉ mang có mỗi một cái ba lô như thế này thôi. Nên rằng là mỗi người mang có một bộ quần áo. Em đã ăn cái này bao giờ chưa? Em mới ăn dâu tây đường thôi. Nó cũng sẽ như này nhưng bên trong là dâu tây. Nhưng mà thật ra thì mua cho biết thôi. Trước khi đi ăn sáng chúng mình mua cho biết thôi chứ mình cũng không kỳ vọng nó ngon lắm đâu mọi người ạ. Nên là bây giờ Ninh sẽ thử nhá. Ôi, em có thấy giọng anh hôm nay khê không? Có. Tôi chết rồi. Xin mời. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, mỗi một viên này sẽ là 1 đồng. À đâu? 6 đồng. 6 đồng đấy. 6 đồng đấy. 6, 3, 18. Khoảng 20 nghìn. Vâng. 20 mấy nghìn. Sao hả anh? Bên trong quả gì đấy? Nó là quả... Nó là quả mận à? Quả gì ấy nhỉ? Cherry đúng không? Ở ngoài nó sẽ bọc đường. Bọc đường nha mọi người, nó giòn giòn. Ở bên trong nó quả cherry hơi chua chua một chút. Anh cứ tưởng bên trong nó sẽ là thịt. Nó là kẹo ạ. Nó là kẹo. Mọi người ơi, Ninh vừa hỏi lại thì đây là quả sơn trà nha. Đấy nên cái hạt nó cũng khác, cái quả nó cũng khác chứ nó không phải quả cherry Việt đâu. Không quá ngon nhưng nó là ăn vặt, nó là món ăn vặt được. Chúng mình sẽ quyết định thử thêm một cái xúc xích, một cái lạp xưởng nữa trước khi đi ăn phở. Chị ấy giữ cho mình xiên vào. Một quay này, một cái này là bao nhiêu ở đồng? 5 đồng. Em ăn xong em trả tiền nhé. Đây. Đây mọi người ạ, Ninh sẽ... Xong rồi mình có hắc chết luôn không? Đó. Nghệ ghê, ơn nhiều ớt bột nó ngon lắm. Thơm quá. Ngon. Nó không giống cái vị lạp xưởng bên mình đâu mọi người ạ. Nó giòn giòn, ngậy và hơi ngọt một chút. Xong rồi các bạn rắc ớt bột thì nó sẽ cay cay. Cái ớt bột này là không quá sọc đâu. Mình bốc khói luôn. Ngon. Sẵn sàng đi ăn phở rồi. Ở đây thì ngoài nước đậu sẽ còn nổi tiếng với bánh bao nữa. Đây là chính là quán bánh bao nhỏ nha mọi người. Miếng xiên hẳn ta. Là gì? Rất nổi tiếng. Bà khen anh đẹp. Xin chào. Ý là mua thì chắc là mua thì đẹp. Bao nhiêu ạ? 2 đồng. 2 đồng. Đẹp thì giả 3 đồng đi. Chắc em không cần túi đâu. Còn cầm xéo em nữa. Đây em có 2 đồng luôn ạ. Đây, mình sẽ dốc lại cái này xong mình cắm. Nó có bục không? Đó. Ok. Nóng ghê. Ngon này, ngon hơn hàng hôm qua mình uống á. Nóng. Ngon. Nó thơm hơn. Hàng hôm qua uống nó hơi ngang hoặc là đấy là những cái ly cuối cùng ấy. 2 đồng một cái bịch này nha mọi người. Trong cái túi như thế này, mọi người có thể ăn ở đây hoặc là ăn bánh bao. Còn bây giờ thì được đi ăn phở chưa? Đi ăn phở. Đi ăn phở.
Và bây giờ thì chúng mình đang có mặt tại quán đầu tiên. Và ngay đầu tiên thì chúng mình sẽ tả. Nào, em hãy vận dụng tất cả những cái kỹ năng của em để tả lại về cái địa điểm này cho mọi người biết. Từ bờ sông đi thẳng vào bệnh viện Nông Khẩn, đi theo hướng bệnh viện Nông Khẩn là thấy một cái ngõ chợ. Đối diện ngõ chợ sẽ là quán này ạ. Đúng rồi, đối diện ngõ chợ mà có hai cái xe ba gác đang đứng đợi. Nói chung là mình sẽ bắn cái ảnh quán lên đây để mọi người có thể dễ tìm. Ngày hôm nay thì mình cũng tìm cái quán này theo cái ảnh đấy thôi. Và ở quán này thì bình thường sẽ có cả bánh cuốn, nhưng mà hôm nay thì không có nên là chúng mình gọi phở. Và đây là một tô trộn với cả một tô nước đúng không? Thập cẩm. Hai tô này có giá bao nhiêu? 15 tệ một tô, thực ra là có từ 8, 10, 15 ạ. Là gọi tô to nhất. Đúng rồi ạ. Bà không nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn nhiều ơi là nhiều ư. Rồi, Ninh nghĩ rằng là đầu tiên thì chúng ta sẽ thử ăn nước trước. Tại vì là cái nước này nó sẽ dễ bị trương cái bánh phở hơn đúng không? Còn cái trộn này thì nó sẽ ăn sau này nó sẽ đậm đà hơn một chút. Rồi, trong một cái tô này thì sẽ có gà này. Đây là nấm xào, em một nghĩ xào nấm. À, tiếp theo chúng ta sẽ có đây là cái gì? Một cái gì đó chiên này. Đấy, chúng ta sẽ có thịt lợn xíu này. Ninh sẽ nếm thử nước trước nhé. Em ăn phở ở đây bao giờ chưa? Em mới ăn mì trộn thôi ạ. Thế á? Vâng. Không biết nước phở bên này nó khác gì nước phở ở Việt Nam không? À, nó cũng khá là gần đấy. Khá gần với vị phở gà. Nhưng mà nó có thêm một chút gia vị nữa khiến nó không phải là phở gà. Thêm một ít topping nữa. Ninh sẽ làm một bát cho vào đây. Đây, mọi người sẽ nhìn cái sợi bánh phở này. Cái sợi bánh phở ở đây là sợi làm bằng tay nên là nó sẽ không đều. Mình sẽ lấy topping. Anh làm cho em một bát nhé. Vâng ạ. Ơ, trong đây có cả dưa muối. Xin mời. Em xin. Rồi, đây là bát này của anh. Xin mời mọi người. Em về bánh phở hơi nhạt nhỉ? Vâng. Hơi nhạt một chút. Trộm vía từ hôm qua đến giờ mình đi ăn những cái món toàn không quá cay, trừ cái lẩu gà khô cay lúc sau ăn là hơi cay. Em được một ít thịt chiên đi, ngon cực. Đây đúng không? Vâng. Giòn giòn, như kiểu có cả bì trong. Vâng, dai dai. Thế ăn ở Lào Cai có phở không? Dạ có. Sẽ là kiểu phở Lào Cai hay kiểu gì? Phở kiểu vừa Lào Cai vừa Hà Nội ạ. Vừa Nam Định ạ. Phở Lào, vừa Lào Cai vừa Hà Nội nhưng nó lại là phở Nam Định thì là tức là như thế nào? Vừa Nam Định. À, tức là nó lai lai hả? Vâng. Phở bò Nam Định này, phở gà Hà Nội ấy, kiểu thế ạ. Thế thì chúng ta về Lào Cai sẽ phải ăn một bát phở thử xem thế nào. Ở đây còn có củ cải muối. Đây mọi người ạ, củ cải trắng muối. Ngon rất chả bạc từ đầu. Muối rất giòn. Bây giờ thì Ninh sẽ trộn thử cái bát này. Ở trên đây còn có cái vụn thịt chiên đúng không? Vâng. Ờ, đây là bún nha, không phải mì nha. Trước chủ quán có bán bên Việt Nam món này ạ. Thế á? Vâng. Ờ, tức là chủ quán là người Việt á? Không ạ, chị là người Trung Quốc. Quán phở này mở lâu lắm rồi, phải mở chục năm nay rồi. Ồ, xong rồi bán ở Việt Nam và vẫn bán ở cả bên này nữa. Dạ. Thôi, tự lấy nhỉ? Vâng. Em mời anh lấy trước. À, em mời anh lấy trước. Ồ. Xin mời nhá, thấy có vẻ rất là đậm đà đấy. Em cứ tự lấy tự nhiên nhá. Nếu là anh ăn sẽ rất trộn hơn. Thơm cả cái mùi dưa muối ấy. Cái dưa sắt nhỏ xíu ấy. Ai chỉ cho em quán này? Em lại bảo em không nhớ đi. Ờ, quán này là em liên hệ được với chị chủ. Ngày xưa chị cũng quán Lạc Lạc bên Lào Cai ấy. Thế là em liên hệ lại và chị bảo là bây giờ chị về bán quán phở này rồi. Ờ à. Kì, liên hệ với chị chủ luôn. Hôm qua gọi điện cho bà chủ quán gà phi xuống tận nơi đón. Em kinh thật đấy, chơi tới với toàn chủ. Có một điểm mà mọi người có vẻ rất là thích, đó chính là anh nghe tiếng anh Ninh húp mì. Sau đây mình đi đâu? Mình đi với cả Chi là không phải sợ thiếu tiền chung, tại vì là Chi nó mang cọc. Lại la,
Món này tên là gì? Huấn Tuân. Huấn Tuân, Huấn Tuân. Ê, lại giống giống với Hoành Thánh ha. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chả hiểu sao các bạn ở bên Việt Nam cứ nói là há cả nước như... Thì tại vì là như thế nó dễ nhớ hơn ạ. Ờ, nhưng mà thật ra đây là Hoành Thánh nha mọi người. Đây, Hoành Thánh nha, sủi cảo nha. Cho anh xin thêm ít ớt. Chết rồi, ăn cay quen rồi. Đây, một miếng sẽ như thế này mọi người ạ. Chúng mình chỉ gọi chung một bát thôi tại vì là no. Ui. Khá là thanh đấy. Vị nó lạt lắm. Cái bột thì nó dai dai một chút và nhân thì hơi ít. Có khi đây mới chuẩn bài này. Đây này, dưa muối đây này. Quán nào hầu như cũng có cái dưa muối này luôn. Giống kiểu Đài Loan. Đây là ớt chưng. Đây là gì? Bắp cải. Bắp cải muối ạ. Anh sẽ cho một ít dưa muối vào này. Anh sẽ cho một ít ớt này. Cho một ít bắp cải muối này. Đấy, nhìn cái tô hấp dẫn hơn chưa? Thơm hơn không? Ngon hơn đấy. Ngon hơn. Ở đây các bạn nên cho thêm các loại gia vị. Ăn sẽ ngon hơn nhiều. Mà dưa muối ăn trong đây cũng hợp. Bên này có gọi là dưa muối không nhỉ? Anh cứ nói chuyện một mình ý. Xem nữa để anh nói chuyện một mình. Anh nói tất cả những cái gì em muốn nói. Thế á. Từ bây giờ ăn cái gì em sẽ là người nhận xét đầu tiên nhé. Ui trời. Ngon quá. Ngon, đỉnh chóp. Anh nghĩ là chúng mình gọi một bát thế này là hợp lý. Ngon. Tại vì ăn cái này thấy thôi nó cũng nhiều tinh bột cũng dễ nho ấy. Chúng mình, à đấy. Tại sao không dẫn anh ra chợ mà lại dẫn anh ra đây? Tại vì là món này cũng rất là đặc trưng. Mà từ hôm qua đến giờ anh chưa được ăn. Đấy à? Vâng, em nghĩ anh nên thử hết trước khi mình về Lào Cai. Em lại lo cho anh quá thế này thì bao giờ anh mới gầy được hả? Em một thấy sáng nay mặt anh sưng vù lên. Không biết là vì ăn, đồ ăn đấy hơi nhiều mì chính một chút nha. Các loại nước, đồ nước hoặc là trộn hay nhờ mì chính một chút nè. Không biết sưng ra mì chính hay sưng ra uống tối qua uống bia nhiều. Đoán xem. Em có sưng không? Hôm qua em cũng uống bia nhưng em không bị sưng. Thế chính tỏ là do mì chính rồi. Mà anh còn bị say mì chính cơ. Em cũng thấy là sẽ cho hơi nhiều mì chính. Cái đấy mình nên... Mà lúc say ấy, lúc say mì chính ấy là lâng luôn. Anh không biết anh sẽ nói cái gì đâu. Em đừng để anh nói chuyện một mình. Nhớ chưa? Em phải thương anh chứ. Em có thể... Ừ, vâng, đúng rồi, ui ngon tuyệt đỉnh chóp. Sau rất là nhiều công sức của em Chi Hến, em đã hỏi được địa chỉ của mình. À, của quán này ở đây là số 17 đường Bắc Sơn, khu chợ Kim Hà. Ngày xưa nó là chợ hoa quả mọi người ạ. Đấy, nói chung là ở đây không phải là nó không có địa chỉ, mà nó sẽ có đường. Còn lại số nhà thì tự nhớ. Vì trên địa chỉ nó không có số nhà. Trên địa chỉ nó không có số nhà, ở nhà nó cũng không có số nhà luôn. Nên là tốt nhất các bạn cứ dơ cái ảnh quán đi. Ví dụ đây, nó như thế này. Thì các bạn dơ cái ảnh quán này lên cho chủ quán. À nhầm, cho dơ cái ảnh này lên cho taxi để người ta đưa các bạn đến. Chứ mình chịu. Cái này là phần to nhỉ? Em vừa gọi phần to là 5 đồng. Để cho đây, còn nếu mà phần bé 3 đồng ấy, thì người ta sẽ cho vào cái hộp hôm nay. Cái này là dạng như kiểu mật đấy ạ. À, syrup. Rồi, có thể cho thêm nhiều hơn tí không? Cái của tua tua lắm. To to à? Xe xỉa. Xe xỉa. Mọi người ơi, trên đường đi thì chúng mình bắt gặp được hai thứ. Thứ nhất là một cái cô chị gái bán một cái món bánh như thế này. Và thứ hai là chồng của bạn Chi Hến. Vì sao hôm nay em lại lọt được vào khung hình này? Em sang tìm vợ. À, em giới thiệu qua món này đi. Thực ra món này thì em cũng chưa nắm rõ lắm đâu. Nhưng mà cái đợt mà cửa khẩu mới mở lại, em với vợ em có sang bên này và tìm được cái món này. Món này thì nó cái này thì em nghĩ nó gần như kiểu là bột nếp ấy. Ở trong có nhân không? Không ạ. Người ta sẽ ăn cùng với cái mật mật này. Ở trên là bột đậu nành.
Vâng, nó là một cái bột dạng như kiểu bột bột đậu gạo, bột hoặc là bột thính ấy anh. Để cho nó đỡ bị dính. Ừ. Kiểu thế. Xin mời. Ăn ngon mà anh. Ăn ngon mà, ăn vui mồm. Cái mật, nhưng vâng, đúng là các bạn phải xin thêm nhiều mật. Cái mật ăn ngon. 5 đồng là... 5 đồng là rơi khoảng độ 16 nghìn đấy. 16, 17 nghìn. Vâng, cũng lạ lạ đấy, cái mật này như kiểu mật mía ấy mọi người ạ. Vâng. Nó ngọt ngọt, mà ngọt không gắt. Đây, xin mời. Xin mời anh. Có thể giới thiệu qua về quán này được không? Tại sao chúng ta lại đi ăn cơm rang? Từ hôm qua đến giờ thì em thấy anh hơi bị thiếu cơm. Em nghĩ anh sẽ nhớ cơm. Thế ạ. Nhưng mà lúc nãy có chia sẻ lúc mà em tìm một hàng cơm rang khác hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà quán đấy thì ông chủ mấy hôm nay nghỉ được cả tuần nay rồi. Quán đấy cũng khá là ngon và bán lâu đời. Nhưng ăn quán này cũng ngon và đa dạng về thức ăn. Mọi người cứ tự nhiên nhá, kệ anh nhé. Trong đây sẽ có, đây là ớt chuông, đây là ớt hay cà chua? Ớt chuông đó. Các bạn sẽ thấy có cả trứng nè, rồi thịt. Ở đây ăn cơm người ta có dưới xì dầu không? Có ạ, tùy mình. Nhưng mà cái này anh thấy kiểu mùi nó cũng khác mùi cơm rang mình, cái gia vị cũng khác. Vâng, vì là Trung Quốc gia vị người ta nhiều lắm. Ui, hôm qua anh vào cái siêu thị ở dưới lòng đất á, phải gọi là dã man gia vị luôn. Vào đấy tự dưng ngửi thấy mùi mình người lẩu ăn. Lẩu mình người mùi. Thôi ăn đi. Nó vừa rồi. Và nó không kiểu thơm mùi trứng như mình. Ui mà cay. Cơm rang này cay luôn rồi nha. Nó dầu dầu nữa. Lạ ấy, nó không giống cơm rang Việt Nam luôn. Nó béo hơn cơm rang Việt Nam. Mà nguyên liệu thì tưởng nó cũng xem nhỉ. Nhưng bản chất cái ớt xanh này nó cũng đã thơm kiểu khác rồi. Đậu này ăn ngon rồi. Đậu thối ở đây thối hơn những lượng không sao mà anh ăn. Em thích à? Em ăn được ạ. Thôi, mời các em ăn đậu thối nhé. Ở nhà chị có hay nấu cơm cho con ăn không? Có ạ, vẫn ăn rồi. Ngon không? Là ngon anh ạ. Lường nhau trước chưa? Nhưng mà tự dưng với một cái góc quay như này nhìn anh như kiểu trà xanh. Anh xem là bữa cơm ở nhà chồng vợ chồng này có ngại không? Phở xào ở đây thì nó dầu. Dầu. Cái bánh phở thì dai, nhưng mà anh thì anh sẽ muốn dưới thêm một tí xì dầu. Bọn em có thấy cần không? Cần không? Rất nhiều rau. Trộm vía mình không thiếu rau mấy ngày hôm nay nhỉ. Xe xỉa. Quan học tiếng Trung Quốc không? Em đang định đi học ạ. Thế nào, cho anh học với. Anh muốn biết tiếng Trung quá. Thấy người ta cứ chửi ấy. Người Trung Quốc chửi là chửi kiểu nghe rất là nặng nề ấy. Mình không hiểu gì thì không sao, nhưng mà đi đường hay là vào mấy khu hành chính thì thấy sợ. Sợ luôn. Hôm qua em cầm cái gói câu của anh về ấy. Đây này. Thế là Nguyễn đi sang trên đường đóng sổ sang đây ấy. Người ta soi không, cái ông hải quan ở ấy. Xin ông xin em một cái. Ông à, đưa. Xong rồi ông lấy của em một cái luôn. Đây mọi người ơi, kẹo cau mua 30 tệ nha. Đắt đấy, còn đâu có rẻ đâu, 30 tệ là đắt đấy chứ. Đây Green Aricia New Opinion hả, New Opinion luôn mà. Đây thì nó là kẹo cau, các bạn có thể rất là dễ dàng mua ở những tiệm tạp hóa. Nhưng mà mình thì sợ say, mình không dám ăn, nên mình sẽ để cái này làm hình phạt cho đêm đáo để cho đêm đáo để cho các khách mời khi mà đến. Lần này anh hay quay kiểu khách mời series ấy. Em muốn xem cái đấy ạ. Thế á? Thấy hay không? Edit rồi. Rồi thì đây là quán cơm này thì nằm ở đối diện chợ. Chợ này là chợ gì? Nó là một chợ dân sinh. Xẻo cai. Chợ Xẻo cai.
Lát nữa mình cũng sẽ ghé qua chợ để cho mọi người xem không khí ở bên trong chợ như thế nào. Thôi, đang thử thì thử nốt chè đi. Vâng. Mình gọi chè hơi sớm nha. Và đây là quán đầu tiên và duy nhất ở Hà Khẩu mà mình thấy có đá. Sao ở đây có thể khan hiếm đá thế nhỉ? Ở đây người ta, em thấy hầu như là người ta không dùng đá. Thế muốn ăn chè lạnh thì phải làm nào? Cho tủ lạnh. Cho tủ lạnh. Vâng, em ăn mấy quán chè rồi người ta hầu như là tủ lạnh. Chỉ có đá, em thấy đá duy nhất là ở quán trà sữa là có đá thôi. Ừ, ôi, hoa hồng này. Cũng thơm mùi hoa hồng phết đấy. Đây là chè run hoa hồng mà. Nó có cái thạch làm nó dài, trông giống con run. Cũng ngon đấy. Ừ, chè này ăn rất là mát. Vị thế nào? Hơi nhạt một chút tại vì chắc là đá nó tan hết rồi. Nhưng mà anh nghĩ là ăn tí nữa ăn tráng miệng ngon đấy. Giá cả của quán này thì mình sẽ bán ở đây để cho các bạn có thể tiện theo dõi. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ để cho vợ đôi vợ chồng ăn uống tự nhiên. Mình sẽ ngồi một góc như thế này mình ăn. Đây là chợ dân sinh á. Vâng, cái chợ này là một cái chợ dân sinh của Trung Quốc, người ta hay mua đồ ở đồ đây anh ạ. Những cái cửa hàng như này là cửa hàng bán gia vị này. Chuyên gia vị. Chuyên gia vị. Đây là cái gì? Đây là trứng mắt thảo. Đây nó ở bên trong nó sẽ như này. Anh vừa bóc ra. Vâng. Vậy em vừa bóc ra. Đây là trứng bắc thảo mọi người ạ. À, em ăn thử đi. Anh ăn thử cho. Ui, đây mới là tỏi bự, nó cho bằng cái lòng bàn tay luôn. Đậu muối, đậu muối. Cái mà hôm qua chị hỏi ạ. Cà la thầu á. Vâng. Nó chính là cái mà hôm qua chị hỏi ạ. Đâu, cái đấy là cái này chứ. Cái này cũng là thế ạ. Cái này cũng thế ạ. Nhưng mà cái cách chế biến người ta khác nhau. Đây là dưa hành rồi là củ kiệu các kiểu. Ui, gừng luôn. Vâng, gừng ngâm. Gừng muối ạ. Thơm ghê, và đây các bạn sẽ thấy cái mùi rất là đặc trưng, mùi đây. Các cái gia vị Trung Quốc, các loại ớt. Đây là ớt này. Quế hồi. Hạt tê. Hoa hồi. Và rất nhiều gia vị luôn. Vâng. Gia vị đóng khô. Nói chung là bởi vì tại sao các loại gia vị của Trung Quốc nó rất là phong phú. Đúng rồi ạ, phong phú. Nên rằng là các bạn sẽ tưởng là chỉ có vị cay, nhưng thật ra là nó cay từ rất nhiều thứ khác nhau, hoặc là tê, hoặc là râm ran. Như cái quán cá mà hôm qua mọi người ăn ấy. Quán cá đấy khi mà cái khâu pha nước chấm của cái chị chủ quán ấy, nó rất nhiều thứ. Hôm qua chị vợ em pha đấy. Hôm qua vợ em pha thì có thể ít hơn, nhưng mà em đã từng ăn cái lần đầu tiên mà chị pha cho bọn em ấy. Là chị cho rất nhiều thứ mà. Nên mà em có được tặng một cái phần cơm rang. Cơm rang. Nhưng mà anh no quá, bạn không thể gọi được. Vâng. Rồi chúng ta sẽ cùng sang ra phía bên ngoài xem là có gì. Ở đây bách để ăn lẩu rồi đều tần hầm các thứ sẵn luôn này. Cái này nó là cốt lẩu ạ. Cái cốt lẩu này của nó thì đây là thịt kho. Nó nhiều vị lắm ạ. Nhưng mà tiện nhỉ. Ở trong khu này thì nó cũng như chợ ở bên Việt Nam thôi, nó sẽ có những cái khu chuyên quầy rau, chuyên đồ khô, chuyên thịt, chuyên hải sản. Ui, chạch cả. Đây là một trong những loại xúc xích. Sáng nay vừa ăn ở nổi tiếng mà người Việt mình hay ăn. Bên kia có không? Hay mua luôn đấy. Bên kia có ạ, nhưng bên này thì có thể là cái giá thành nó sẽ rẻ hơn một tí. Đây, em giới thiệu với anh quán này. Quán này là quán nó là dạng như kiểu là những cái mình em không biết là gọi là rau chè. Hay không. À đâu? Đây phải chè không? Không ạ. Nó gần như kiểu là cái này là rong biển này. Miến này. Mộc nhĩ này. Cái này nó cũng gần như kiểu rong biển. Các loại rong. Vâng, đậu. Khoai. Để làm gì? Mình nhá, khi mà mình mua đồ ở đây thì mình sẽ chọn hết những cái đồ ở đây mình thích. Ví dụ anh thích ăn cái gì thì anh sẽ chọn, anh cho vào đây. Và người ta sẽ cho vào cái xô kia để người ta trộn. Là rau trộn đấy hả? Đúng rồi ạ. Là món này đấy hả? Hấp dẫn không ta? Anh nhìn cái này có lạ không? Củ sen. Không ạ. Rễ cây rau má. Chính xác. Vì hôm trước thấy được nhắc đến rễ cây rau má. Đây chính là rễ cây rau má. Đây là rau trộn nha mọi người. Vịt quay của Trung Quốc ăn cũng khá ngon. Em ăn thử rồi. Ăn rất là ngậy. Đây là tai. Đây là tai. Cái này thì có lẽ là em chưa biết tên. Đây là chân giò. Đây là lưỡi. Lưỡi. Tai. Lưỡi. Ăn thử một phần lưỡi không? Một cái phần lưỡi này trộn lên có nhiều không?
nhiều lắm à? Không, đấy là anh mua theo cân thì nó sẽ nhiều, còn anh chọn một phần thì ăn bé xíu. Để ăn thử thôi ấy. Ăn thử. Ý là mua một tiền tráng tráng. Có mix được cái này với cái này không? Sao? Có thể cái gì? 23 đồng rồi ạ. Bán hết cả một cái tai luôn. Vâng, thường thì người ta sẽ bán theo cái anh ạ. Vâng, người ta sẽ cân lên. Có giá 90 đồng một cân. Cái món này thường nó bị nghiện rồi mọi người ơi. Nghiện kẹo cau. Ăn cái này thì nó sẽ... Đây, Ninh cho các bạn xem cái kẹo cau. Đấy, nó là một cái miếng cau thật đấy. Xong rồi có sẽ có thêm cả ướp thêm bạc hà, với nó sẽ ngọt ngọt. Ăn các bạn sẽ thấy cái siro bạc hà khá là nhiều. Nhưng mà nó khá là hai. Đầu tiên nó sẽ nóng cái vùng này. Chúng ta có thể gọi một cách nóng hơn là kẹo vui. Kẹo vui. Đó, đây sẽ là cái phần ăn vặt của chúng mình. Chờ nhìn cái phần tay ngon ghê. Có dầu tây à? Dầu tây, dầu mè. Rất là nhiều gia vị luôn. Đấy là gì? Xì dầu. Xì dầu này, người Việt Nam. Hấp dẫn ghê. Xong làm thêm cái rau trộn nữa là thôi tối không đi ăn nữa. Đây, thì mình đã có một cái phần thịt trộn. Nào, đứng vào ăn với anh đi chứ. Không có anh buồn đấy. Đây người ơi. Thịt trộn. Trong này sẽ có là rau trộn. Luôn. Đây có phải húng bạc hà không? Đúng rồi ạ. Không, mình bảo có bảo là ít cay hơn một chút. Ăn thử không? Anh lưỡi, ăn thử ấy. Đây là lưỡi ấy. Ngon phết. Để càng lâu thì nó sẽ càng ngấm gia vị. Tuyệt vời ạ. Ăn lưỡi ngon hơn, vì ăn lưỡi có thịt nó còn giòn giòn nữa. Ăn tay nó sần sật. Mình đi mua một chai bia không? Buồn gì mà uống. Thế có bị hai của ông anh. Em ăn một đống kẹo cau. Ngon nhóc. Hôm nay là 44 đồng. Chúng mình bị thiếu một đồng vì không có tiền lẻ. Nên là có 43 đồng thôi. 43 đồng là cũng đắt chứ. Chỗ này nó rơi khoảng độ nửa cân ạ. Nửa cân. Không đắt lắm vì thật ra tai mua ở Việt Nam cũng đắt mà. Nếu mà ai mà hay ăn nhậu thì món này là món quá lý tưởng luôn ạ. Đúng, chiều ra chợ dân sinh mua nửa cân thịt. Mình hai với nhau. Mình linh. Thôi, bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục đi khám phá gì nhỉ? Bây giờ đi đâu nào? Bây giờ đi siêu thị nhỉ anh nhỉ? Đi siêu thị á? Bây giờ mình đi lên đỉnh. Đỉnh ánh sáng. Lên đỉnh ánh sáng. Thế thì phải xách theo chai bia rồi lên đấy ngồi gặm này. Ôi, quá đồng ý anh nhỉ? Đi. Đi chỗ bệnh viện đấy. Nào, cố lên, mọi người. Anh độc ác thật. Mọi người ơi, vào đây nào. Đứng lên chụp một kiểu ảnh này. Em đến nhà vệ sinh. Không nhìn thế thôi gần mà. Ừ. Cái hoa lông lông này sợ nhỉ? Đến với cả Hà Khẩu thì thật ra mọi người sẽ thường nhắc tới đó chính là công viên ánh sáng. Nhưng mà thực tế ra nếu các bạn dành thời gian khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ các bạn leo núi thì cái đường núi đi cũng khá là dễ đi thôi. Thì các bạn sẽ lên được một cái đỉnh núi và trên này thì sẽ có ba công trình. Thứ nhất là tháp Vĩnh Phúc là ở nằm đằng sau. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó là một cái tòa tháp thấp một chút. Còn đứng đằng sau Ninh đây đó chính là tháp Thừa Quang. Đây là một cái tháp có lẽ là cao nhất ở trong ba cái nơi này rồi. Còn đằng sau Ninh thì sẽ có một công trình nữa mà Ninh đang hết hơi để Ninh có thể giới thiệu cho các bạn. Người ta cũng sẽ không mở đâu. Mình không mở tháp, không mở chùa đâu. Các bạn có thể lên đây để chụp ảnh. Và quan trọng là mỗi một bước đi từ dưới chân núi lên đây thì người ta sẽ để thứ nhất là cổ vũ về sức khỏe, thứ hai là tính calo, thứ ba là có những câu gọi là động viên để chúng ta có thể
cố gắng đi bộ thật nhiều. Đi bộ sẽ giảm được cân đấy. Ninh đã quyết đi bộ tại vì mấy hôm nay Ninh ăn nhiều quá. Thì như các bạn đang thấy, hiện tại Ninh đang đứng ở khu vực này. Thì đằng sau Ninh đó chính là tháp Thừa Quang. Tòa tháp có 9 tầng. Ở phía trước Ninh đó chính là tháp Vĩnh Phúc. Tháp này thì sẽ có 3 tầng thôi. Và đây sẽ là gác Phục Ba. Khi mà các bạn đứng ở trên đây thì sẽ nhìn thấy toàn cảnh. Ở phía bên dưới là sông Hồng này. Thì phía bên này là Việt Nam luôn này. Đó, và đằng sau này thì sẽ là núi. Ở trên đây chúng ta có thể bao quát được rất rất là nhiều cảnh đẹp. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá tiếp những cái khu ở xung quanh đây. Sau đó thì đi xuống núi và lại đi ăn tiếp nhé. Hello mọi người, sau khi leo xong cái đỉnh ở công viên ánh sáng thì mình quay trở lại mực nướng Ông Trọc, và hiện tại đứng cạnh Ninh đây là một người bạn Trung Quốc mới của mình. Chào các bạn. Đây là Hảo, và tối qua thì Hảo có thể kể lại chuyện tối qua vì sao mình gặp nhau đúng không? Rất là khó kể. Tức là tối qua mình đang ngồi uống trà sữa 123 ở phía bên kia. À, mình kể rồi sáng nay đúng không? Đấy, thì sau khi Hảo dẫn mình đi quán Babuji à? Đó, thì chúng mình có tạm biệt nhau. Và bây giờ thì mình hẹn gặp lại Hảo ở quán xiên mực nướng Ông Chọc. Đó, và hiện tại thì trên tay Ninh đang là 40 xiên. Mình định là qua đây thấy Ninh thấy đông quá. Nên Ninh bảo thôi, chỉ quay qua thôi. Nhưng mà thế nào Hảo lại gọi trước rồi. Và Hảo có ai hay ăn món này không? Hay ăn món này. Đằng sau rất là đông nha mọi người ơi. Này, mỗi người một xiên ăn nào. Đó. Rồi. Đây, thì mỗi một xiên sẽ có 2 miếng hả? Ừ, 2 miếng. Nhưng một xiên này sẽ là bao nhiêu đồng? 2 đồng. Một xiên 2 đồng. Ừ, một xiên 2 đồng. Ê, thấy cũng không rẻ đúng không? Không rẻ, nhưng mà tại vì nó lặng có cầu kỳ đấy. Cầu kỳ. Các bạn thấy không, Hảo nói tiếng Việt rất là giỏi. Tại vì Hảo đã có 5 hay 6 năm ở Hà Nội. 6 năm. 6 năm ở Hà Nội. Cheers. Đâu, cái gì? Canpay. Canpay. Có ai cụm cái này xong bảo canpay không? Canpay. Hay chỉ dành cho đồ uống thôi? Ăn thôi. Ăn 2-3 cơm mực. Ninh thích là con này. Giòn không? Giòn. Giòn rất là đậm sốt luôn. Và nó không quá cay lắm. Thơm ấy. Trong đây có cả hành lá, có hành tây không ta? Có. Ui, nhiều quá. Nhiều. Đây, chị nhiều lắm đấy mọi người. Đây mọi người ơi. Nhưng mà quán này hay mở từ mấy giờ đến mấy giờ nhỉ Hảo nhỉ? Chắc là sáng. Mấy giờ thì có rồi. Sáng á? Ừ. Sáng nay lúc mình đi qua đây không thấy. Không thấy à? Ừ. Lão bản nhân, nhà chị điện khai mừng à? Nhà chị điện không khai mừng? Sửa lên bàn. 12 giờ rưỡi. À, 12 giờ rưỡi trưa. Ừ. Cho đến chiều tối. Ừ, đúng rồi. Chủ là ngày Trùng Khánh. Chủ là người Trùng Khánh. Ừ, ngày Trùng Khánh. Đây là đặc sản của Trùng Khánh. Đây là đặc sản của Trùng Khánh. Ừ. Ok, đây. Mực xiên nướng các bạn có thể để tìm đến đây ăn thử. Nhưng mà một lần ăn mà một lần đợi ấy, mình nghĩ các bạn nên gọi chục xiên mà ăn. Chứ còn gọi 1-2 xiên có 1-2 miếng thế này thì ăn không bõ nhỉ. Ừ. Nhưng mà sau đây thì Hảo sẽ dẫn Ninh đi ăn ở đâu? Đi ăn đồ nướng. Đồ nướng? Ừ, đồ nướng. Có gần đây không? Có, đi taxi. Đi taxi. Ok, thế thì bây giờ chúng mình sẽ sửa hết đống mực nướng Ông Trọc này. Và sau đấy thì chúng mình sẽ đi taxi đi ăn đồ nướng. Đồ nướng mở buổi chiều không có mở buổi tối không? Có. Nhưng mình lại đi ăn chiều. Ừ. Kệ chứ nhỉ? Ừ, tối nay thì Hảo có dẫn tụi mình đi ăn một quán. Thật ra là lúc đầu định đi ăn nướng nhưng mà Hảo đã vào và gọi rất là nhiều đồ ở đây. Thì Thảo, bạn có thể giới thiệu qua một lượt được không? Tên các món. Chấm vị, nhồm thịt, heo, phở trọ, không biết quên, bốn trở, chân gà. Cái này là cái gì ta? Cũng là một loại phở nhưng mà
nấu bằng gạo cái gì đó, gạo gì đó. Đó, ngoài ra thì chúng mình sẽ có chân gà. Và quan trọng nhất, chúng mình có rất là nhiều xiên thịt. Nên anh nghĩ rằng là thôi, để mở đầu bữa thì chúng mình canpay một cái nhỉ. Canpay. Rất là cảm ơn Hảo này, cảm ơn Chi và cảm ơn Quân vì đã giúp cho Ninh có một chuyến đi Hà Khẩu thật là vui. Nên rằng là ngày hôm nay thì chúng ta hết chén đầu nhá, hết nhá. Không cần biết là uống cái gì, hết nhá. Cạn chén. Chúng mình sẽ bắt đầu từ xiên đi. Tại vì Ninh thấy mấy cái xiên mực này cũng rất là ngon. Đây, mỗi người một xiên. Xin mời. Xin mời. Nhiều món quá. Đây cũng là cái bữa cuối cùng của chúng mình ở Hà Khẩu rồi. Không biết là chúng mình còn bỏ lỡ món gì không nhỉ? Chi nhỉ? Em nghĩ là cũng khá đủ. Chậm lít đến sách. Chúng mình ăn nhiều quá trời. Lần sau hy vọng là sang Hà Khẩu thì sẽ được Hảo dẫn đi ăn nhiều món ngon hơn. Xin mời, xin mời. Để cho lần sau có cơ hội. Nhưng mà lần này ăn hết thì không có lần sau nữa. Hảo có hay ăn ở quán này không? Hảo hay ăn ở đấy. Buổi chiều. Nhưng mà thường không ăn cái gì thì sang đây ăn. Thường thì sẽ ăn nướng buổi tối hơn đúng không? Ví dụ mùa hè nóng quá không muốn ăn cơm nóng, phở nóng thì ăn canh lạnh, phở lạnh. Cái này không nóng á? Ăn lạnh. Lạnh hết. Trưa nay là mình ăn nóng mà đúng không? Đấy là món trộn khác. Đây là trộn kiểu khác. Đây là răng mực. Giòn ha. Đến hôm nay thì quá quen cái vị ớt với cả vị cay của Trung Quốc rồi. Thịt. Đây là thịt không? Thịt bộ. Mình ăn cái này đi, lạ nhất này. Mọi người trộn một cái đi. Chắc là nước trộn sẽ giống nhau, nhưng mà cái phở với cả cái bánh ở trong sẽ khác nhau. Vâng. Vậy em nghĩ là ăn cay này mà mình ăn lạnh thì có thể mình sẽ ăn được. Ăn cay mà ăn nóng thì nó sẽ tăng thêm vị giác, thêm cái sự cay. Kìa, em bóc trứng không? Hay là chị ăn thịt? Thịt bóc trứng. Đây, chắc là mọi người ăn thử cái cùng nhau cái này trước đi. Xem đây là cái gì. Không biết, cái này chắc là sẽ hơi sần sật một chút không? Mời mọi người nhé. Chị ăn đi em. Vâng ạ. Ăn thử cái này đi. Em thấy giống cái bánh tẻ. Giống cái bột bánh tẻ nhưng mà nó kiểu nó thanh hơn ấy. Nhờ, ngon đấy nhưng mà hơi cay nha. Lúc nãy là Hảo đã lấy bỏ bớt ớt rồi đúng không? Bỏ ớt rồi. Bánh tẻ đúng không? Cái bột bánh tẻ. Món này mà nhậu là ngon này. Đây là cái gì đấy? Rau chua. Rau này. Dưa này. Món này chắc cũng để nhậu rồi. Có cả tỏi. Ninh sẽ thử cái bún. Không biết có vị khác cái vị bún hôm nay Ninh ăn buổi sáng sớm không? Ở quán này làm thế nào để tìm quán này, địa chỉ của nó là gì nhé? Quốc thủ xào chú đối miệng. Quốc thủ xào chú. Ninh sẽ bắn ảnh hình ảnh biển quán ở trước. Các bạn dơ cái biển quán đấy cho taxi nhá. Nhưng mà đấy cũng là một cái khó. Ví dụ các bạn Việt Nam mà sang ăn ấy thì sẽ hơi khó tìm địa điểm một chút. Của tiên quán Phóng Mấy Lãng Phỉnh Tiên. Phóng Mấy là tiên của bà chủ. Gì? Phóng Mấy. Phóng Mấy là gì? Chủ luôn. Phóng Mấy là tiên của bà chủ. Tên của bà chủ. Quán bà Phóng Mấy. Bán thịt xiên. Em có chủ dạy tên tiếng Việt. Là gì? Có luôn á? Quán ăn Phùng Mai. Là họ gì? Quán ăn Phùng Mai. Quán ăn Phùng Mai nha mọi người, sao nhiều thịt thế này? Bên trong này có một cái menu họ đã menu của bên Tiên Việt và cả Tiên Trung. Tí nữa chắc là nhờ các bạn trợ lý bắn lại chụp lại cái biển đấy cho mọi người cùng nhìn nhá. Quán ăn Phùng Mai. Quán ăn Phùng Mai có thịt xiên, hãy xin mời ăn thịt xiên nào. Ui. Nhiều quá trời. Cay. Thấy cay không? Cay. Không cần chấm bột ớt cũng cay rồi nha. Nhưng mà thịt này có cả sụn. Ăn khá là giòn. Và cay. Trong đây là đẫm bột ớt luôn đấy mọi người. Hảo ăn đi. Cay chảy nước mắt mà. Còn đây là gì? Ốc.
Xiên ốc nướng. Cay thật. Ăn thử xem có ngon như bên Hà Nội không? Thơm lắm mọi người ơi. Trong đây được trộn cả hành khô vào nên là nó không bị hôi cái mùi ốc. Cậu gọi cả quán đấy hả Hảo? Hảo gọi cả quán ra hả? Cả menu. Ôi gọi cả menu á. Mà cay thật. Menu họ cay quá. Ăn ngon nhỉ? Ăn ngon nhưng mà cay. Ăn thử ốc đi mọi người ơi. Mỗi người một xiên đi. Ăn thử ốc. Ốc nó rất là thơm. Hơi dai một chút nhưng mà vẫn nhai được nha. Cứ ăn đi. Cay không Chi? Cay. Ở Trung Quốc có một kiểu ăn đồ nướng là một tay cầm đồ nướng, một tay cầm bia. Chia, canh tay. Nhưng mà Ninh muốn hỏi một xíu là trong bữa ăn hàng ngày ấy thì mình có ăn cay như thế này không? Cũng cay thế này luôn. Thế tức là mọi người cũng phải ăn rất là nhiều rau để nó có thể cân bằng tiêu hóa đúng không? May là còn có rau. Chứ cay mà không có rau là cũng nên nguy hiểm. Chuyến sau mà nhớ còn sang Hà Khẩu có thể qua nhà Hảo tự nấu một bữa ăn được không? Được. Mình có cần tên Vân An, Quế Châu và Tứ Xuyên là ba cái thành phố là toàn ăn cay được. Ăn cay hết, ví dụ Trùng Khánh, Tứ Xuyên là ăn cay là rất là nổi tiếng. Vân Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quế Châu. Nhưng mà cái đấy phải có visa đúng không? Phải có visa. Lần sau Ninh xin visa để Hảo Lân đi. Ok, thì lần sau lôi cả kéo cả theo cả Chi với cả Quân đi chơi và sang các thành phố để ăn thử. Ở đây thì mình sẽ có thêm cả xiên thịt. Đây là thịt lợn. Thịt dê hay sao? Dê á? Có thịt dê. Phải không? mùi ớt nó ác. Nhưng đi sẽ ăn thử nhá. Rất mềm. Dê à? Nhưng mà cái vị ớt nó đã nó cay quá. Nhưng mà thịt này ngon nhất này. Thịt này mềm nhất. Ở đây thì giá xiên như thế nào nhỉ? Có bán đồng giá không hay là mỗi xiên một giá? Mỗi xiên một giá. Quán này thì sẽ mở cửa từ... từ sáng. Cả ngày. Cả ngày. Đến 10 giờ đêm. Quán này sẽ mở cửa cả ngày để các bạn có thể qua ăn và xích xoa. Nên đi với bạn bè, còn đi với người yêu mà cứ ngồi xích xoa thế này thì xong không biết là... Dê đúng không? Đó, ngon nha. Nói chung là quán này Ninh thấy ăn khá là ok đấy. Và theo như đỉnh shop à? Theo như Hảo có chia sẻ thì đây là vị mà gọi là chuẩn người người dân bản dân địa phương hay ăn đúng không? Đó, còn ví dụ một số quán thịt xiên mà ở khu thịt nướng ngoài kia hay là ở sát phía cửa khẩu thì nó sẽ hơi có khẩu vị biến tấu cho cả người Việt cũng ăn được đỡ cay rồi. Dẫn Ninh đi quán ngày hôm qua và cảm ơn Hảo vì dẫn đi một quán nướng rất là ngon. Quán này các bạn có thể đến ăn cả những món này hoặc ăn xiên không cũng ngon. Xiên ngồi nhậu với bia Trung Quốc rất là ngon nha. Thì các bạn có thể thử. Và chắc chắn là chúng mình sẽ còn khám phá nhiều những cái đồ ăn ngon nữa ở Hà Khẩu. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm nhiều địa chỉ trong 3 tập này. Và nếu các bạn muốn biết những cái quán ăn nào ngon và lười xem hoặc không có thời gian xem, có thể truy cập vào Instagram Ninh Eating, search hashtag Ninh Travel Hà Khẩu hoặc là Ninh Eating Hà Khẩu để có thể biết được Ninh đi ăn những quán nào ở đây. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các chuyến du lịch lần sau. Chào mọi người.